Xin mến chào cô chú anh chị ha. Hiện tại đó vị nhã đang ở hội yến Diêu Trì Cung đại lễ ha. Thì nhã nhìn thấy có nhiều gian hàng đẹp lắm. Vào từ sáng giờ quay phim hàng tiếng luôn. Các vị xem nè, wow, du khách ha, du khách họ đi vào đây chơi nữa vị, nó thăm lễ á. Con ha, và con cô bác mệt thì cứ ngồi đây nghỉ mệt thôi, được thấy không? Khỏe thì đứng lên đi coi tiếp những cái gian triển lãm trong đây ha, đẹp lắm quý vị, mỗi gian mỗi kiểu ha. Huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, đại lễ hội yến Diêu Trì Cung, cảnh bàn là đủ kiểu ha. Bên đây tây ninh nhiều, các vị thấy không? Đặc biệt các vị, nhã đang ở trong chỗ gọi là Báo Ân Từ nha. Báo Ân Từ thì nhã nhìn thấy một cái nhà mô hình á, người ta làm thành cái hình Báo Ân Từ luôn đó vị. Vì là đại lễ hội yến Diêu Trì Cung đồng khởi, họ đạo đồng khởi, nó sở đồng khởi ha. Để đây nè, ngoài cổng ha, cổng hoa này nọ rất đẹp luôn. Ở trong đây nhìn có thấy cái biểu tượng Báo Ân Từ mà làm bằng hoa đó vị, nên là có đông du khách ha. Khi mà họ đi ngang đây thì họ để ý cái đó, nó vậy thấy không, khung cảnh ha xung quanh đây. Đông du khách. Và bây giờ mình đi ra đó ha, quay cảnh cho vị xem nha. Đẹp quá. Cái mô hình Báo Ân Từ phải nói là độc đáo, đặc biệt. Nãy giờ đi vòng đi, không thấy chỗ nào có. Con để cái vỏ này đây. Đó, vậy xem nè. Mô hình Báo Ân Từ nha. Mô hình Báo Ân Từ ha. Wow. Cái góc này là nhìn thấy chính diện, có nghĩa là đứng trước cửa ha, ở bên báo hơi viên, nhìn qua thì thấy được cái Báo Ân Từ đó. Nhưng mà cái góc này nó hơi khuất nhang lư hương ha, để nhớ đi qua cái góc bên đây để xem coi cái chỗ nào quay cho nó đẹp. Đây, chắc bên đây quá. Đây ha. Ở đây thì nhìn rõ hơn nữa vậy, rõ hơn ha. Báo Ân Từ, còn có cái chữ Báo Ân Từ không? Có luôn. Nhớ vậy xem nè. Báo Ân Từ ha. Báo Ân Từ là cái chỗ mà Nhã đang đứng quay phim đó vậy. Quý vị xem ở đây có những cái cửa cổng này nọ ha, cửa sổ đó. Thì hồi nãy có nghe mấy chị mấy cô ở đây nói là bạn nó
nó giống như cái mô hình thật vậy đó. Đó, mình xem nè. Wow ha. Góc này. Cành hồng. Đẹp quá ha. Đó, mình thấy không? Lạ quá. Đó, ngoài ra thì nó có nhiều cái mâm trái cây á vị. Rất là đẹp luôn. Đây là trái trái cam ha, trái cam. Trái cam ở đây. Rồi nho Mỹ. Nho Mỹ. Oh, cái này là cái cổng ở phía trước nè. Cái cổng phía trước ha. Mình quay sót cái này. Oh. Cái cổng có ghi ra cái chữ đại lễ hội Yến Dương Triệt Cung luôn. À, cái cổng này là giống như là dựng phía trước phải không là gì? Dạ. À, vị thấy không? À, bình thường ha, ở Báo Ân Từ không có cái cổng này, vào mấy cái ngày đại lễ thì mới có. Thì cái mô hình ở đây đó vậy, họ làm giống như thật vậy đó. Wow, hay quá. À, vị thấy không? Cái cổng ở trên có cái cột cờ luôn nè. Cột cờ. Cờ có cái chú chim ở đây. Rồi chú xuống ha. À, đúng rồi. Dạ. Ủa chim đó là con chim chim phụng hay là con chim lon gì? Con không biết cái đó. Dạ. Dạ tại vì hồi nãy có mấy chú nói là có con chim mà Phật mẫu cởi nữa. Nên mình không biết là trong tứ linh hay là chim đặc biệt. Dạ. Rồi sao? Trời. Dạ con quay. Nó có cờ đạo. Wow. Mô hình mà làm giống quá ha. Dạ. Dạ. À, phụng. Phụng hay là con chim lon gì đó. Dạ. Họ nói là con chim lon gì đó. Phật mẫu cởi. Dạ Phật mẫu cởi. Nó vậy thấy không? Nhìn đã đời ha. Những cái mầm trái cây xoay xoay xoay. Cam. Nè cam. Cam phải không bà? Còn ở trong là trái táo xanh hả? Táo xanh Mỹ hả? Dạ. Nó vậy thấy không? Rất là đẹp luôn ha. Đó. Ở đây cũng đẹp mà ở bên đây cũng đẹp luôn. Xoay xoay ha. Bên đây thì thêm ở phía dưới là có hoa sen. Đó, biểu tượng hoa sen ha. Đó, hoa sen. Mà keo là chắc cú ha. Tại vì nó xoay đó vậy, xoay nên là nó mạnh hơn. Trên cái mô hình đó là hoa thiệt không có gì. Wow, cái thiệt chứ. Đó vị thấy không? Ở đây người ta làm hoa thật không đó nha. À, bên đây nè. Cái mô hình Báo Ân Từ hồi nãy á, mình đã quay á. Đó là bằng hoa thật nha. Hoa cúc. Đó, hoa cúc. Hoa thiệt thật. Ủa đây có mấy loại hoa gì? Hoa màu vàng là hoa cúc phải không? Hoa cúc. Rồi cái màu tím là hoa gì ha? Hoa nở ngày. À, hoa nở ngày. Các vị xem nè. Hoa màu vàng ha. Là hoa cúc. Còn cái màu tím là hoa nở ngày. Báo Ân Từ. Quá khéo ha. Đúng là quá khéo thiệt. À,
nhìn thấy mê quá vị ơi. Công phu. Ủa làm mô hình này làm trong bao lâu gì? Làm là từ đầu mấy tới hôm nay một lần. À là một ngày thôi. Ờ à, hay quá vậy. Mấy người làm gì? Bao nhiêu người hả? Ừ đúng rồi, đúng rồi. Hai người đâu. Ừ. Hay quá. Dạ. Đó vị thấy không, à, để làm được cái mô hình báo ân từ ha thì à, phải à, một cái nhóm 3-4 người làm. Dạ. À có nghĩa là khung mình có sẵn rồi nhưng mà cắm vô á. Cắm vô. Khung có sẵn rồi mình cắm cái kim vô cái bông cắm. À cắm vô cho đều cho đẹp á. Đó, cho khéo tay ha mới được. Đó vị thấy không? Báo ân từ. À, cùng nhìn lại nha. Nó có lá cờ đạo mini nữa nè. Nó dễ thương ha. Mô hình báo ân từ. Định nhà năng lực cao. Công nhận quá hay, à, đặc biệt luôn. Gian hàng duy nhất ha có biểu tượng báo ân từ mô hình. Rồi cảm ơn cô chú anh chị nhiều nha, chúc cô chú anh chị nhiều sức khỏe nha, xin cảm ơn.